Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tí nè. Dạ. Tí, nó có bảo này. Dạ. Ở đây. Dạ. Hộp bữa này ấy, 2-3 trung tâm họ phát hành DVD mới nhá. Dạ. Cô phải đi có chút việc. Chú Tân mày thì bận sang băng ở trong nhà. Chỉ dạ. Có một mình mày coi tiệm thôi nhá. Cẩn thận nó coi chừng mất cắp nhá. Thôi dạ. Cô đi nhá. Dạ. Thế cô ơi. Sao? Thế cô biết hôm nay hàng họ về nhiều lắm, sao cô không ở nhà phụ con bán hàng với? Thì tao biết là hôm nay là bận rộn. Nhưng mà tao đỡ lỡ hẹn với người ta rồi. Làm người phải có uy tín. Cô đã lỡ hẹn với bà Đào rồi. Lỡ hẹn không được, mất uy tín. Biết cô... chưa? Vậy cô hẹn với bà Đào làm gì mà quan trọng thế hả cô? Đánh tứ xác. Gớm. Kỳ rồi cô vừa hẹn ông nha sĩ để chỉnh răng mà cô còn bỏ hẹn đánh tứ xác có gì mà quan trọng. Ôi, đánh hẹn nha sĩ thì có một mình ông nha sĩ ông chờ mình. Đằng này đánh tứ xác tới ba tay đang chờ tao lận. Tao mà lỡ hẹn thì tao mất lòng tới ba người lận. Phải không? Dạ. Thế nên cái gì chứ đời cô ấy, đánh bài thì không bao giờ lỗi hẹn. Biết chưa? Dạ biết. Thôi đi nhá. Dạ bye cô. Thấy cô ơi. Cái gì? Sao cứ giật ngược lại? Hôm nay thấy cô hơi là lạ. Sao? Đâu cũng quay một vòng em xem nào. Để thấy thấy cô sang trọng có phải không? Không. Sang thì không sang nhưng mà thấy dạo này như cô phát tướng thì phải. Thế con này, con danh này. Tao ghét cái kiểu nói ăn nói màu mè kiểu Bắc Kỳ của mày lắm nhá. Tao béo thì nói mẹ béo đi. Tỉ cặt, phát tướng với lại sang trọng với lại thôi bây, nhiều chuyện quá, tao đi đây. Thế cô ơi. Sao? Tối nay cô có về dùng cơm gia đình không để con dặn chú chờ? Cơm nước gì? Hôm nay mùng 1, thầy có hẹn với tao rồi. Đánh tứ sắc xong rồi ghé chùa ăn cơm chay. Dạ. Được chưa? Dạ được rồi. Thôi cô đi nhá. Dạ chúc cô may mắn nha. Giật ngược như vậy chắc đánh xui lắm nhưng mà phải không đâu. Chán. Bye cô nha. Cảm ơn. Trời ơi, tiệm băng gì đó bự thù lù à. Tiệm muốn mỏi cái chân mà chưa tới cái quầy nữa à. Gái hay gái, có Paris bài này mới nhất ra chị cưng. Dạ thưa chị, chứ mi phải gọi giúp bằng gì nào? Mình đang giữ, không muốn gọi sao cưng gọi. Nhưng mà gọi mình chị đẹp, mình thích hơn. Rồi chị đẹp, đây có đây. Dạ đây. Này băng gốc hay băng sen đi em? Dạ băng này băng chính gốc ạ. Thôi bỏ lại, có băng sen không? Dạ có, chị đợi em tí nha. Ừ. Em có đây này, nhưng băng gốc thì 25 đô. Mắc. Mắc. Băng sang chỉ có 10 đô thôi. Còn mắc. Thôi vậy, chỗ chị quen tiệm chúng em thì em bán chị 8 đô thôi. Được đó cưng. Nhưng mà em nói chị nghe. Sao? Tiền nào thì của nấy. Ừ. Chị coi băng chính gốc chắc chắn hơn băng sang chị ạ. Trời ơi em ơi, nhưng mà băng gốc nó mắc hơn băng sen. 25 đô mắc quá à. Đâu có mắc gì đâu. Mỗi năm Thúy Nga Ba Di sản xuất chỉ có 4 cuốn DVD. Mà nếu mà chị coi toàn băng gốc thì cả năm chỉ tốn có mỗi 100 bạc thì nhé, chị mua không nổi. Cái gì mà mua không nổi? Trời ơi, chị bận toàn đồ hiệu không đó nha em. Nè, áo bê đê, quần BCBG. Trời ơi, bận một lần. Hoan, nhà của chị nha, chén, muỗng, nĩa, ly, tách gì đó chị chơi đồ nhựa không mà xài một lần. Hoan, bởi vì DVD chị mua cái loại 8 đồng thôi, coi một lần. Hoan, mua chị cho nó tốn tiền em, kỹ thuật bây giờ nó tân tiến lắm, băng gốc cũng như băng sang lãi thôi. Làm sao mà giống nhau được chứ hả chị? Ừ? Chị coi băng sang á, băng nó bị nhảy này, à? Bị mờ này, rồi chị chơi dở. Tội nghiệp nhà sản xuất người ta bỏ cả triệu ra người ta làm băng chứ chị. Ý trời ơi, em nói chị mới để ý nha. Hèn chi đó, chứ chị coi băng sang nhiều quá đó em. Cái băng sang nó nhảy dữ lắm. Bởi vì chị cũng nhảy tưng tưng theo nó luôn vậy đó hà.
Còn nhiều khi nha, màn hình hả, cái đầu nó nằm ở trên đây nè, còn cái mình nó nằm tuốt ở dưới đây vậy nè. Trời ơi, coi mình phải nghiễn cái đầu chẹo cái cổ luôn vậy hà. Ghê gớm quá à, thôi không chơi bằng sang nữa, cho chị cũng bằng gốc đi. Rồi đây, chị chóng mặt quá, 25 đô. 25 đô, phải không cơn? Rồi, trời ơi, chuyện nhỏ, tiền bạc với chị nè, 10 đô. 20 đô. Nè, 25 đô đó cưng. Thôi cảm ơn cưng nghe chị về. Bye. Dạ, cảm ơn. Gặp lại nha cưng. Cảm ơn chị ủng hộ Bangkok nha. Bye chị. Dạ, con chào chú. Mày ăn cái gì mà mày dốt thế? Nhà này sống là nhờ in sang ban lậu. Mày vào mày cứ giới thiệu người ta mua ban gốc thì mày ăn cái gì hả? Mày ăn cơm hay mày ăn cám lợn? Dạ, cháu thấy chú bán ban gốc cũng có lời nhiều lắm. Sao chú lại chỉ thích bán ban sang là sao? Ơ, con này buồn cười vậy. Một cái thứ là mình không phải bỏ ra đồng nào, còn một cái thứ mình phải bỏ tiền ra. Thế mày lấy cái nào hả? Dốt, to đầu mà chả có cái tí ốc, là đầu to mà ốc như trái nho ấy. Ông thì cứ thường dạy bảo con là bán buôn thì một vốn bốn lời, kinh doanh doanh ngành nghề nào cũng cần phải bỏ vốn đầu tư. Ông thì ông muốn làm business mà ông không thích bỏ vốn, mà ông chỉ thích kiếm lời, thì con thấy có cái gì bất công trong đó rồi ông. Con này mày dở hơi à? Dạ. Thế tao nằm ngửa ra tao tự lấy tiền vào ấy hả? Xin lỗi mày, tao có làm lậu đi, một cái băng tao cũng phải đầu tư 75 sen. Nhưng mà tao biết đầu tư nó ít thôi, nhưng mà tao kiếm lời nó nhiều. Bây giờ một cuốn băng gốc tao mua 20 đồng, tao bán 25 đồng, tao lãi có 5 đồng. Trong khi đấy tao bỏ 75 sen thôi, mà tao bán được 8 đồng, 10 đồng thì tao lãi bao nhiêu tiền? Thế là tao lấy cái gì tao trả tiền cho mày? Nhưng thưa chú... Nhưng nghĩ cái gì? Dạ, chú cho phép đi rồi con mới dám trình. Nãy giờ tao có cho phép mày đâu, mày cũng xa xả mày mắng vào mặt tao rồi. Con nhớ ngày đầu tiên mà khi con đến nhận việc, chú chỉ vào mặt con, chú bảo là này nhớ, làm việc cho chú là chú tối kỵ nhất là không được ăn cắp. Mấy ăn cắp một đồng là chú đuổi ngay. Chẳng những chú đuổi, chú còn gọi cảnh sát bắt cháu nữa. Thì ở bên cái xứ Mỹ này có đói đâu mà phải đi ăn cắp hả mày? Chú thì cứ bảo là không được ăn cắp, mà con thấy chú cứ ăn không của các trung tâm ban nhạc nhiều quá, thành ra con... Ô tiên sư con này, cái ngày hôm nay tao đứng ra đây để cho mày chửi tao à? Mày là cháu vợ tao đấy nhá. Nếu người khác tao tống cổ mẹ nó ra đường rồi. Buồn cười nhỉ, tao ăn không người ta lúc nào? Đây tao nói cho mày nghe nhá. Cái đấy tao không phải là tao ăn cắp, mà gọi là tao tiếp tay truyền bá văn hóa rộng rãi hơn. Hiểu chưa? Dạ, chú nói cái đấy không phải ăn cắp là cái gì? Chú cứ ngồi đợi các trung tâm người ta bỏ cả triệu bạc ra để mà sản xuất, rồi đôi khi cũng ít lắm, vài trăm nghìn. Chú chỉ đợi người ta sản xuất rồi chú sang cả đống băng lậu ra, không ăn cắp là gì hả chú? Con này buồn cười nhỉ? Như thế mà mày bảo tao là ăn cắp phải hả? Tao làm ăn như thế là tao lương thiện, chứ mày bảo tao ăn cắp là ăn cắp cái gì? Dạ, mỗi đầu cuốn băng, chú không thấy người ta là ghi rõ lời cảnh cáo á, là hễ sang băng lậu á, là bị phạt 5 năm tù, hay ít nhất cũng bồi thường 250.000 đô la. Ấy, con thấy chú cứ nếu mà sang băng lậu mà truyền bá văn hóa kiểu đó thì có ngày chú cũng lâm nạn, nên con đánh bạo nhắc chú tí thôi. Tao cảm ơn mày, mày nhắc cho ông ta buồn cười bỏ mẹ. Con này khéo rảnh ăn cơm xong đi lo bò trắng răng. Cấm tiên sư nhà mày, bây giờ cái luật đấy là chỉ áp dụng cho Mỹ thôi, Việt Nam mình chả có ai áp dụng cái điều đấy đâu mày. Nhưng mà... Tại vì mày không biết đâu, Việt Nam mình kỵ nhất là đưa nhau ra tòa, mày hiểu không? Ông bà mình có cái câu là vô phúc đáo tụng đình, chả có thằng nào hở một tí lại đi kiện, hở một tí lại đi kiện, vô tình đi vỗ béo cho mấy ông luật sư à. Thế chắc ông thấy người Việt ngại đưa nhau ra tòa nên ông cứ sang băng thoải mái chứ gì. Thì kệ tao, tao làm nhưng mà tao là trung thực, mày hiểu không?
tao chả có lường gạt ai thì tao có sợ gì. Tao bán băng giả, tao ở bảo ồ chú ơi cái đây băng giả đấy chú ạ. À. Tao đâu có nói láo đâu. Chú thì không lường gạt khách, nhưng mà chú lường gạt trung tâm sản xuất thì cũng như vậy thôi. Mày buồn cười, tao lường gạt nói chứ lường gạt bố mày à? Cho mày rách việc thế hả con kia? Mày buồn cười. Ấy mà chú ơi. Gì? Cháu có chuyện muốn tâm sự với chú này. Mày buồn mày tâm sự, mày điện thoại về xuyên ban, mày tâm sự với mẹ mày, mày tâm sự với tao từ sáng giờ tao chưa ăn miếng nào. Nãy giờ mày nói biết bao nhiêu chuyện, bây giờ mày mới nói mày muốn tâm sự hả? Thế mày muốn tâm sự với gì? Chú có nhớ không? Nhớ cái gì? Nhớ cái thằng ba con ông bà Tám ở gần nhà chú đây. Có lần nó ăn cắp cái mỗi cái quần jean giá chỉ có mấy chục đồng bạc thôi, không may lại bị bắt. Đấy, từ ngày ăn cắp trở về nhà là người ta cứ gọi là cái thằng ăn cắp. Cái vết nhơ cứ dính vào người nó suốt đời. Bố mẹ xấu hổ quá phải dọn cả nhà đi nơi khác ở. Con thì con cứ thắc mắc mãi là ăn cắp mỗi cái quần có mấy chục đồng thôi, phải cúi mặt vì xấu hổ. Còn ăn cắp tác quyền cả trăm nghìn của người ta như chú thì cứ hiên ngang ngước mặt nhìn đời. Lạ quá chứ nhỉ? Chả có lạ mẹ gì hết. Ăn thua là nó nặng bóng vía, nó nhẹ bóng vía thôi. Mẹ của thằng đấy yếu bóng vía, mày hiểu không? Mẹ chỉ mỗi có cái quần không à. Đây này, nhưng mà đấy nó là hai cái việc khác nhau. Bây giờ tao nói cho mày nghe nhé. Nó ăn cắp cái quần này, nó ăn cắp bó rau muống này, nó ăn cắp lon sữa này. Đấy là người ta bắt tận tay vay tận cánh nó. Còn tao, tao sang băng trong nhà bố thằng nào biết tao làm cái gì. Nó có túm tao được đâu bảo tao ăn cắp. Cái đấy gọi là ăn cướp thì may ra. Nhưng mà con ấy, con trẻ thời non dạ, con cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu mà chú lấy bất cứ cái gì của người khác mà không được sự đồng ý của người ta thì đấy gọi là ăn cắp. Đúng. Sang băng lậu như chú cũng là ăn cắp, nhưng mà thuộc diện ăn cắp cao cấp đấy chú ạ. À. Ô thì thế là được rồi. Chỉ cần người ta đánh giá tao ở mức cao cấp là ok. I love my. Này tao bảo cho mày biết nha, bây giờ này chưa có khách, mày muốn nói gì mày nói nha. Nếu có khách bước vào xong mày mà nói gì tao người ta ván mày vỡ ra. Có khách kìa, lo buồn bán đi. Chào ông. Thôi vào mà này, tưởng lộn đi vào tiệm Thúy Nga dưới bôn xa. Ô ông anh sửa to quá đầu quá. Em cũng phải sửa cái tiệm cho nó giống tiệm Thúy Nga để người ta tưởng lầm tiệm Thúy Nga. Người ta vào người ta mua cho nhiều á. Đẹp quá, đẹp quá. Vâng, thế lâu quá chả thấy bác ghé tiệm em. Mới hôm rồi có gì, có anh gì mà bạn của bác ấy thường thường hay đến chơi đấy. Có ghé tiệm em xong bảo là bác mới lúc dày làm ăn khá lắm, mới trúng giờ cái bình đình ở dưới Los Angeles gì vậy. Thường thôi, cái đấy thường thôi. Mới trúng cái vừa rồi mới ăn ngon. Ô thế à? Trúng cái Plaza ở Huntington Beach. Ô thế? Ký một phát được kiếm mấy trăm ngàn, chẳng phải đụng dài tay gì cả. Ôi trời ơi, đây không ra tôi nhé sần nhá, bảo này. Bác ơi, em nói bác nghe này, mỗi người có mỗi cái số bác ạ. À đấy. Lắm, vì số bác là cái cung, bác là có cái cung điền trạch. Thảo nào bác cứ làm địa ốc nó dính cho còn em mở ba cái bé bé này chả bao giờ trúng gì, chỉ độc có trúng gió à, bác ạ. Đẹp quá rồi. Thế à, còn ở chỗ cũ không? Vẫn còn ở chỗ đấy. Lâu quá em không thấy bác ghé, em cứ tưởng đâu dạo này bác lên trên hưu ở rồi. Cái trên cái gì mà mấy người nhà giàu người ta ở nhỉ? Cái Jose Hill đấy. Nói gỡ. Jose Hill là cái nghĩa địa ông ạ. Ông đang làm ăn ngon cái ông này. Thế à, em từ xưa giờ em có biết đâu bác ơi. Gớm cả ngày cứ đâm đầu sang băng chả biết ở ngoài cái hưu là gì. Nhưng mà nghe bảo là người giàu thường thường hay lên trên hưu ở mà. Nhưng mà bác ơi, ở bên này sao em đi sang đây bao nhiêu năm em mới nghiên cứu bác nhá. Ở bên này cái gì nó ngược ở bên Việt Nam mình bác nhỉ. Ngày xưa ở bên Việt Nam mình ở trên núi toàn là người dân tộc, còn ở bên này ở trên núi toàn là người quý tộc ấy nhỉ. Thế chỗ cũ này mà sao không đổi đi? Không được đâu, giỡn mày không. Cái nhà nó có cũ nhưng mà bây giờ có lên giá bao nhiêu được cũng không bán. Vì ông thầy phong thủy nói là căn nhà đó là nằm trên lông mày. À đúng rồi. Hên lắm không ạ? Đúng. Mình làm ăn mình phải tin cái đấy. Đấy. Nhưng đấy. Mà vất vả. Không, vất vả thế nào được.
Thì từ cái lúc mà bắt đầu vô mánh rồi vô lên là bây giờ lên triệu phú ra đường thì giờ dân chúng gặp mình cứ triệu phú này về phía kia. Đúng rồi. Đấy, ông thấy đấy chưa? Cây to thì gió cả, mà thuyền to thì sóng lớn. Đúng rồi. Phải xài cho nó đáng chết, có mang tiền được đâu. Tôi mới bỏ 80 ngàn ra đó. Làm cái phòng đằng sau to đùng luôn, phòng nghe nhạc. Ồ thế à? Nó gọi là cái home entertainment. Đi ra thỉnh cái plasma TV to đùng. Một dàn âm thanh surround sound cực mạnh. Vâng. Đấy, nghe nói hôm nay Thi Nga mới ra cuốn mới đây. Bác nghe thử ấy. Em nói bác nghe, mình làm cả đời, mình nhớ mình trời cho mình ấy, thì mình ăn xài cho nó đúng nghĩa. Với lại mình enjoy bác ạ. Đúng rồi. Nè, hôm nay ấy, lấy băng cho chú đi con. Dạ. Mà băng nó mới ra đây bác ạ. Bữa nào ông rảnh ông tới ông thử cái dàn của tôi hay lắm. Vâng, hôm nào em rảnh em ghé bác chơi. Dạ thưa ông muốn mua băng gốc hay băng sang ạ? Mày mới vào làm ở đây phải không? Cho nên mày mới hỏi ngớ ngẩn như thế. Tao là cái người trung thành với cái tiệm này đã 10 năm nay rồi. Hiểu chưa? Mày nhìn kỹ mà tao đây này. Nhìn kỹ này. Cuộc đời của tao không bao giờ mua băng gốc. Mày bán thì mày lo mày bán đi. Mày hỏi làm gì? Dạ. Tại con thấy ông đây triệu phú sang trọng. Con mới hỏi ông là mua băng gốc hay băng sang thôi. Đâu có biết ông thích xài đồ giả. Thôi vậy, cho con xin 8 đồng ông ạ. Mấy rồi? 8 đồng. Đáp. Đáp. Hồi sáng tao ngồi tao ăn phở có đứa bưng tới tận bàn nhá. Nó chỉ bán cho tao có 5 đồng thôi. Mà tao không mua. Dạ tao không mua với lý do là tại vì cái tiệm này tao quen biết. Hiểu chưa? Tao muốn mua để ủng hộ cái tiệm này thôi. Gớm. Ông muốn ủng hộ thì ông phải mua băng chính gốc chứ. Ông mua băng chính gốc thì ông ủng hộ nhà sản xuất này. Rồi ông cũng vừa ủng hộ ông chủ con. Chứ bây giờ ông mua băng sang lại thì ông mua ở tiệm phở hay ở đây thì cũng như nhau. Nhà sản xuất có được đồng bạc nào đâu ông. Thế cái nhà sản xuất nó không được đồng nào thay kệ thay nữa. Nhá. Thế mày lãnh tiền của ông chủ mày hay mày lãnh tiền của ông Ngạn mà mày lo thế? Hả? Ông chủ lớn rõ buồn cười. Ông bỏ những 80.000 để làm phòng nghe nhạc mà ông không bỏ nổi 25 đô để mà mua cuốn băng gốc sao ông? Chứ hệ thống âm thanh surround sao của ông cực hay mà ông nghe băng sang lại thì cũng như ông mặc bộ đồ lớn mà ông đi đâu quốc coi sao được. Giỏi nha, mày nói hay đấy, bởi nói hay quá người mày không lớn đâu. Có đứa nào điên bỏ tiền ra để chuốc cái phiền vào người không? 80 ngàn tao bỏ ra tao làm cái phòng tao không tiếc. Bây giờ tao bỏ có 25 đô ra tao mua cuộn băng gốc và tao bỏ vào trong máy tao nghe tao bật âm thanh lên nó to đùng, hàng xóm nó còm len nó gọi cảnh sát phải làm phiền tao không? Đúng đúng đúng. Đúng chưa? Còn bây giờ cứ mua cuộn băng giả bỏ vào đấy, nó chạy thì nó chạy, âm thanh nghe được thì nghe, không nghe được thì mình coi càng lâu hơn. Đúng. Này, em nói cho bác nghe này, mình ở bên xứ Mỹ này mình không có thời gian. Đúng. Đôi khi mình coi cuốn băng gốc nó đến 4 tiếng đồng hồ mình. Đúng. Có ngồi mình coi hết được thì coi có một lần nó lại phí đi 25 đô. Đúng. Bây giờ bác mua băng tiệm em đấy chỉ có 8 đô thôi, nhiều khi bác coi cả tháng chưa hết cuốn băng. Vâng. Em mở lên xong nó đứng mẹ này. Mình thích con ca sĩ nào mình lại được coi nó lâu hơn. Tôi chừng đấy. Đây đấy. Nhưng mà cuốn băng. Này, cuốn băng này bác. Nhưng mà cái này tôi đã hỏi thật không nha? À. Cái cuộn này có hay hơn cuộn trước không? Chứ cái cuộn trước kém quá chẳng có gì đáng coi không ạ? Cái này thì thôi bác cho em xin ý kiến này. Sao? Mình mua thì xem chứ không có quyền khen chê đâu bác ơi. Ok ông này tức cười nhỉ? Tôi bỏ tới 8 đô la ra mua mà tôi không được quyền phê bình à? Nếu bác bỏ 25 đô mà bác phê bình em welcome ngay à. Bác bỏ 8 đô bác mà mua mấy cái này, mua ba cái đồ này là làm sao dám phê bình bác ơi. Quên cái chữ phê bình đi, bây giờ em kể cho bác nghe đây. Nhà em đây, đây mới vừa xong anh. Con vợ em nó ghiền ăn cá kho tộ. À thế, rồi. Xong nó kho một nồi cá kho tộ này xong đấy. Nó lại cất đi, nó giấu đi. À. Xong thằng cháu em nó lại thèm được quá đấy, nó đâu biết thế nào. Xong nó rình nó lại ăn cắp cái cá kho tộ nó quất hết đi. Quất vừa xong nó bê nguyên cái tộ, nó bảo ơi mợ, sao mợ kho cá dở thế? Không có thằng nào đi ăn cắp xong đi vạch áo cho người ta xin thẹo không? Thôi quên đấy. Đi. Sáng giờ con thấy chú của con nói là hay nhất, có lý luận sâu sắc. Đã coi băng lậu rồi thì đâu có quyền phê bình.
Con này sao nó lý luận ta chán thế chứ. Ôi, 8 đồng. Cho em xin 8 đồng. Vâng. Này bác ơi, em nói bác nghe này. Kệ nó, mình cứ mua đi. Bây giờ trên đời không cứ gì băng giả đâu. Nhiều cái nó giả mà mình thấy mà mình không chê được bác ạ. Tôi đồng ý. Cái chuyện này anh nói tôi đồng ý. Cái đám bạn của vợ tôi mà mỗi lần nó kéo đến nhà tôi, nó hát karaoke với này nọ, tôi không nhận ra đứa nào đâu rồi. Thế sao thế? Cái bà bạn đầu tiên á, thì đi vô bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, làm đẹp quá. Thế 9 bà kia đi theo, cứ xếp hàng đi vào đi theo, bảo em muốn giống chị này, em muốn giống chị này. Đến bây giờ té ngửa ra, cái mấy thằng chồng nó nhận cũng không ra nữa. Tôi nói thật, bây giờ bác nhìn một cái người đàn bà đẹp nhá, đi ngoài đường có thấy úi giời đẹp quá, nhưng mà mình không thể nào mình biết được cái nơi nào của bà là thật là giả. Thật gì đấy? Bây giờ là đô giả không? Đấy, 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 phải thế. Tôi nói thật, bây giờ mình toàn là những là đồ giả. Vâng, con chào cô ạ. À. Chào ông chủ. Ra tiếp khách cho con. Vâng. Cho tôi cuốn DVD phía nhà mới đi. Vâng, vâng. Dạ, chào bác. Bác mua loại nào cơ? Cũng mới nhất đó con. Cháu biết rồi, nhưng bác mua loại nào? Ủa, loại nào là sao? Mua nhiều loại lắm hả? Nói toạc ra đi, mua băng gốc hay là băng sang lại? Đúng, con này nó có cái tật cứ vòng vo. Ông anh, nói kìa. Lo cho bác đi. Dạ. Ở ngoài đường bây giờ thất nghiệp nhiều quá mà ông đi ông mướn nó con nhỏ dở hơi này về làm cái gì? Nãy giờ tôi đứng đây tôi nghe nó nói chuyện nó thật như là nó mắng và mời khách còn buôn với bán cái gì nữa. Nó vào nhà tôi nó làm 2 tháng rồi. À. Tôi bực mình ngay từ 3 ngày đầu tiên cơ. Thì sao không đuổi nó? Nó là cháu vợ tôi, bây giờ tôi đuổi nó để cho vợ tôi đuổi tôi à? Sao ông chủ? Dạ đây mà băng đấy thì 25 đồng. À. Còn cái cuốn mà cháu ở trên nó đưa cái hình ảnh cái nó mờ mờ đó. Vâng, cái này nó mờ, cái này nó mờ, nhưng mà con nghĩ là nếu mà bác đeo kính thì bác không thấy cái bìa này đâu. Cái bìa thật thì bác còn thấy được một vài hình, còn cái này thì vô tư là coi như là everything là nothing. Nếu mà inside thì ok. Mà cháu bảo bác nghe nhá, cái này đến 25 đồng cơ bác ạ. Còn cái này thì nếu mà bác mua cái này ấy thì bác save được 17 đồng. Cái này có 8 đồng thôi. Vâng. Thế bác mua cái này nó đỡ tiền hơn. Dạ rồi, dáng save tiền đi ạ. Vâng. Trời ơi, nói ông chủ nghe, tiết kiệm được 1 đồng là quý rồi. Vâng. Nói chi tới 17 đồng. Đúng rồi. Thấy không? Nói rằng ngay, bây giờ tôi già rồi đâu có làm đâu ra tiền được. Vâng. Qua đây theo diễn HO. Vâng. Vì đi trễ quá cho nên tiếng U, tiếng Anh cũng không rành. Thấy không? Rồi bây giờ đang lãnh tiền già tháng có mấy trăm mà. Vâng. Để nhờ con cái phụ giúp thêm mới đủ sống đó. Đúng rồi. Ừ. Dạ con biết. Chứ triệu phú như ông chủ đây còn mua băng xăng lậu, huống chi là bác. Bác cao niên rồi, bác tiết kiệm là đúng lắm. Ôi con ơi, ai không muốn tiết kiệm. Nhưng mà tiết kiệm là tiết kiệm tiền của mình kìa, chứ mà lấy của người khác thì đâu có kêu bằng tiết kiệm được. Nói thiệt thì cháu nha, bác tuy là nghèo nhưng mà chưa bao giờ bác mua băng sang hết trơn á. Bị đâu có đáng bao nhiêu đâu cháu. Thật hả bác? Ừ. Con hoàn toàn đồng ý với bác đấy. Đây nè, nói cho con nghe nha Hùng, mỗi một lần mình đi ăn bên này đó là hết mấy chục đồng rồi. Sao? Mình nhín ra chút đỉnh 25 đô mua băng gốc về coi. Cả nhà coi tới coi lui, tính ra cũng còn quá rẻ. Đúng vậy. Ừ. Cụ ạ, mỗi người thì họ suy nghĩ một cách khác. Ê, nhìn cụ, em cũng biết là cụ con nhà lính nhưng mà cụ tính nhà quan. Tôi đồng ý là mỗi người có quyền suy nghĩ một cách khác. Nhưng mà suy nghĩ cách nào đi nữa thì cũng phải dựa trên sự công bằng và hợp pháp. Thấy không? Người ta bỏ tiền làm băng. Mình sang lậu đó có nghĩa là bất công và bất hợp pháp. Mà mua băng sang á là tiếp tay cho sự bất công và phạm pháp.
Cụ ơi, mày đưa cuốn băng cho cụ ấy, rồi tiễn cụ về đi. Dạ, con đưa rồi ạ. À. Cụ đứng đây, cụ nói nhiều khi lại hụt cả hơi. Gớm, cụ ở nhà con là chỗ sang lậu mà cụ đứng cụ ăn oang, thế tội nghiệp con. Cụ mua cuốn băng có mấy chục rồi, nó vào nó hốt cái tiệm con mấy chục nghìn cụ ạ. À, ông ngại tôi nói lớn quang quang là chắc ông cũng biết là cái việc làm của ông không đúng phải không? Phải không ông Tầm Luân? À, thôi chào ông chủ tôi về nhé, để thử cái này coi nghe vâng, sao. Vâng. À, thôi chào cụ nhé. Vâng, anh về. Chứ về chứ đứng đây nghe cụ giảng đời chán bỏ mẹ. Khoan khoan ông Triệu Phú, trời ơi ở lại đây. Triệu Phú mà đâu có làm gì đâu gấp gáp vậy. Ở lại đây à, tôi chỉ xin ông chừng phút à. Ông về ông coi cái cuốn DVD này á hả? Có 5-6 tiếng lận. À đúng đúng. Ờ à, để tôi nói chuyện với ông chút. Dạ. Tôi nói ông nghe tôi đâu có dám giảng dạy cho ai đâu. Dạ. Nè nhìn đi, tôi già rồi. Cả ngày đâu có làm gì đâu, phải không? Nhờ mua ba cái DVD ca nhạc này nè, về vừa coi giải trí mà vừa được duy trì cái nét dân tộc văn hóa của mình nữa, rồi còn con cháu mình à, có dịp để mà học hỏi thêm tiếng Việt, phải không? Dạ thôi chào chào cụ nha. Dạ. À, khoan chưa có hết phút mà. Nè tôi nói cho ông nghe, ở trong cộng đồng mình nó có mấy trung tâm băng nhạc à, mỗi năm mỗi trung tâm nó sản xuất đâu 4-5 cuốn thôi, phải không? Rồi giờ mình là đồng hương, mình phải ủng hộ đồng hương, phải hỗ trợ cho người ta, phải không? Chứ ông thử nghĩ coi, bây giờ á người ta làm không được, phải không? Rồi á lỗ vốn, sập tiệm, bỏ nghề, ông có thể tưởng tượng lúc đó đồng bào mình lấy gì mà coi? Tôi là chỉ nghĩ đơn giản có vậy thôi. Bác nói đúng đấy. Con đứng bán hàng ở đây lâu nay con biết. May mà vẫn có nhiều người ở cộng đồng mình dứt khoát là phải mua băng gốc cơ. Chứ không là các trung tâm băng nhạc không còn tồn tại đến ngày nay đâu. Đúng rồi và con. Và lại nghệ sĩ mình trở thành kiếp cầm ca rồi. Thế nghệ sĩ không là kiếp cầm ca thì cầm gì? Ý con nói đây không phải là cầm ca đấy mà là cầm ca đi ăn mày đấy. Thì đi ăn mày kệ nghệ sĩ. Mày vô duyên đấy, mày sao mày đi lo cho mấy con mấy thằng nghệ sĩ làm gì? À bà chủ, chào bà chủ. Gì? Đi với em, đi qua gặp con mẹ Kim Tuyến. Nó dám lừa gạt em. Nhà có khách. Có việc gì? Thì tuần vừa rồi đấy, con mẹ bán cho em cái nhẫn hột xoàn này này. Sao? Bữa nay đi appraisal mới phai đao ra, sàn giá. Mang tiếng là hả? Vợ của con, vợ của nguồn trung tâm lớn vậy mà đeo đồ giả. Thế có bé mặt không ấy chứ? Bố tiên sư con mẹ này, hôm nay làm ăn nào mẹ bố tiên sư, tao ghét cái thứ lượng gà này, tao qua được đấy, chú, bỏ chú, mẹ. Bà chủ, ông chủ, bà chủ. Sang đánh bỏ mẹ. Đúng rồi đấy. Gió khổ, ông chủ, bà chủ cứ bán băng giả cho người ta thì cuối cùng cũng có người bán đồ giả lại cho ông chủ, bà chủ. Chứ có việc gì đâu mà tức giận. Con kia, mày cắm mồm, mày biết gì? Một cuốn băng lậu ở đây tao bán, một băng quân giả ấy. Tao bán tao lời tao vài đồng, làm sao sẵn được cái hột xoàn 8.000 đồng của tao. Tao mất 8.000 tao không tức. Mà tao tức ở đây ấy, nó dám lường gạt tao. Đúng là cái quân lường gạt, cái quân ăn cướp. Cái quân mà bóc lột sức lao động người ta. Cái quân á, thiệt tình. Này này, nhìn chửi mẹ thẳng vào đây này. Ấy. Chưa thấy cả nhà nó tự dưng mày sắn sỏ, mày chửi mày sai. Xin lỗi mình em nhầm mồm. Nhưng mà thà là bạn lương thiện như mình ấy. Này nhá, mình bán hàng giả thì mình bán phải giá giả. Con mẹ nó bán hàng giả mà nó lấy tiền, nó lấy tiền giá thật. Nó có tức không ấy chứ? Đúng rồi. Anh ghét cái kiểu đấy lắm. Đúng. Để phải sang chửi nó. Đúng rồi. Tại sao mà nó bán cái 8.000 một cái hột tròn mà bự chà bá. Cái này mấy ca bao nhiêu tiền? 3K2. Bao nhiêu tiền? 8.000. Tao không bao giờ tao đeo hột tròn, nhưng hôm tao ra tiệm Ngọc Quan tao hỏi rồi là 3K mấy này nó phải nằm được độ 20 mấy nghìn. Bây giờ mày mua 8.000 thì nó có thật là tao con đẻ mày. Giống cái kiểu như là cuốn băng thật mình mua 25 đồng, băng giả nó có 8 đồng ấy, mày nghe chưa? Nhưng mà em tức á là con mẹ đấy nó dám lường gạt em ấy. Tiền của mình á, mình quậy bao nhiêu lần cái đợt băng giả mình mới mua được cái nhẫn này, bây giờ nó lường gạt làm sao mà em chịu được? Trời ơi, mày nhí nhà nhí nhảy, mày mua 8.000 đồng mà 3K ra thì chỉ có Cubit Arizona chứ làm gì có hột xoàn. Nhưng mà cấp không? Thôi ông bà ơi, trời ơi đừng có nổi nóng giận chi. Ông bà mua cái hột xoàn này á, giả phải không?
thiệt hại có 8.000 đô thôi. Trong khi ông bà bán DVD giả lời 8 đô. Nhưng bà đâu có biết mỗi một đợt phát hành băng như vậy đó, ông bà bán cái tiệm này ít nhất cũng phải vài ngàn cuốn. Chưa tính mấy cái tiệm trên toàn thế giới nữa cũng khoảng lên tới số chục ngàn á. Rồi như vậy có phải là trung tâm băng nhạc á, người ta bị thiệt hại ít nhất cũng phải cả 100.000 không? Ông bà thử nghĩ lại coi, cái nào ghê gớm hơn? Bé ơi, bé, bé. Dạ. Lấy chú Quân băng gốc. Dạ đây thưa chú. Chú nói thật cho con biết, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của chú mà chú mua băng gốc này. Bao nhiêu? Đấy, cuốn này đúng hơn nè. Cuốn này nó không phải. Bao nhiêu đây? Dạ 25 đô. Dạ cảm ơn chú ủng hộ băng gốc nha. Làm gì mà thân thân đây? 8.000 rồi. 8.000 cái gì? Bây giờ có 10.000 cũng phải cấm mồm. Chồng bà đi lường gạt bà chưa lo, bà lại đi mà vào đấy rồi bà mua như thế là đưa đúng rồi. Bây giờ cuộc đời bà bây giờ đây đấy, bà bị rồi đấy. Ngày xưa bà ông xúi tôi cho ai làm cái băng giả này, bà ông xúi tôi cho ai. Bây giờ nói chung là mình lừa người ta thì người khác lừa lại mình, ấy trời kêu là quả báo, bà hiểu chưa? Vô đây, vô đây. Theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, tao bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé Mộng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện anh... gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Thôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe, em tưởng đâu là vỡ ống nước. Đúng. Ngồi xuống. Công nhận ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh ấy. Ừ. Anh nói cho em nghe, em mới qua đây á, em muốn học nhưng phải từ từ, nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình, đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo ai đi? Xong em bảo là em đi. Rồi nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này. Nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em nó cứ bảo là no, ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên, anh hiểu không? Em điên dần lên, xong em lấy tiếng Việt ra, em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe, nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi. Trời ơi, em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? Ai đi là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à. Nếu hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đấy xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ôi, biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ôi thế à? Thế không biết thôi. Em không đặt quá. Biết đỡ cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á,
Em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không. Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không, ở Việt Nam là em làm gì? Em là, nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa, sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì, xong em vác cái mâm ra, đây mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy, là West Day. West Day. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thì thấy cười rồi đúng. Không, nghe thì rất là buồn cười. À. Nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay. Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy. Nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ừ. Ví dụ. Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn. Còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Trời ơi, không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia, chị ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị, em hỏi chị ơi chị làm gì thế? Xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm, em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á. Em có biết đâu. Ờ, em đừng có nghe mấy người đó nghe không? Vâng. Nè, anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ, thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Phân đầy đường ấy. Không phải. Phân đây là phân đi đó. Phân là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ nghe loáng thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe phân. Em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, anh buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ. Có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn sao mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạp chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng dậy anh coi. Đó. Tướng em mà dông dỏng cao như nè. Chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Rồi ói. Anh một cười chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gớm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gớm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ếch. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào protect cái xương cả. Thôi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi, em sợ lắm. Sao vậy? Thôi, em thấy cái tai nạn bơm ấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này.
Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu kilo, con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi, ô con này sao tự dưng tao mua cá xong mày đánh tao? Nó cá người ta tươi thế kia, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi, cái đó là tai nạn mà, nó không có thảy ra thông thường. Thôi thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí, sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi, à, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện đã anh lo, nghe không? Anh làm á không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng, xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi, không, không phải làm gì em hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì, anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nhảy đầm luôn. Được không? Ôi chết, từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy lên bờ, bây giờ học nhảy đầm học thế chó nào được rồi ơi. Học cho nó đỡ buồn, thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Khó, tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi, về. Anh đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. À. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại rồi, hết rồi. Rồi. Nước thịt nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh nhanh đi nhá. Ừ. Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, ngồi đợi chờ em trong phòng vắng, buồn thì cười vui khóc như điên, biết bây giờ đang rước ưu phiền. Tôi đã lầm to, tôi đã lầm, tôi biết tôi lầm. Lầm thì lầm, tôi đã lầm quá. Lầm thì lầm, tôi đã lầm to. Tôi đã lầm, lầm to. Ngày em đi vào phố, rồi đêm đi nhảy đầm, ngày đi binh sập sáng, lúc vào shopping mall để nhà như cái nhà kho, thân tôi như là trâu bò. Rồi em mua, rồi em sắm, là đô la, là nước mắt, là công tôi miệt mài cài đêm, ôi cài ngày, để em có tiền sai quá. Tôi đã lầm theo anh sang đây, cho tâm hồn tan nát từng ngày, nằm chờ chồng như con mèo đói, chồng làm về ngủ ngáy ô, muốn yêu chồng nó lại không cho. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm thì 2-3 job tôi mệt, tôi phải ngủ chứ, thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ, có gì đâu mà em còn lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy sao? Nếu ông ngáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có, toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả tôi mới ngáy như vậy.
ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Gớm. Khổ sao không lấy tự viết bài mà hát, còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao? Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy đầm. Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy. X-ray đây. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Hả? Sorry. Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa kim tuyến đầy người hết trơn á. Ồ, ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì? Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì hết trơn, bà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Shop. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? À, chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, 3 ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha, tôi sợ bà buồn tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Chứ đây này. Ông nhìn đi. Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi đây. Đây. Bằng neo đấy. Bằng ESL này. Bằng lái này. Còn cái bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bài có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. À. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong mà ai không để thẻ vào, tôi để thẻ vào tôi lấy phoi. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa, tôi không ngờ. Ô, buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo. Ăn chơi sa đọa mà học được tiếng Anh. Ăn chơi sa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé gì? Mỏng. Mỏng gì? Bé mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi, Jennifer Lu. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng. Ở trong nhà em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ anh chơi sa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em. Có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Thế
tôi không thích gọi bằng lũ. Tôi thích gọi bằng mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng xong thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Này. Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ sao hết tối bụng quá. Đúng không à? Ôi thế được rồi. Ngày hôm nay anh nghỉ việc gì? Không đi làm gì? Được rồi, vào trong đấy em làm cook anh ăn. Ê! Cái gì? Em cook cho cook anh ăn. Nói chuyện đàng hoàng. Trời đất ơi, cái đó đi. Năm trước rồi em ơi. Vâng. Bị nhà băng kéo rồi gì? Ôi trời ơi, việc ấy bà lo như kiểu lo bò trắng răng ấy. Ở Mỹ này gần 2 triệu cái nhà nó sắp lôi, chứ có phải mỗi nhà bà đâu mà lo. Gớm, nhà tôi nó cũng sắp lo, nó kéo mẹ nó rồi đây này. Nhưng mà nhờ tôi là thầy, tôi cao tay ấn nên tôi giữ được nhà. Hả? Không có gì. À, sao? Yên tâm đi, ngày mai cứ đến nhà tôi vẽ cho một lá bùa, bà về bà giãn trước cửa nhà bà, nhà băng không bao giờ để đưa xe đến lôi nhà bà đi đâu, nó đóng cái cọc nó bán nhà cho người khác thôi. Không, nói thế đùa với bà chị cho vui ấy mà. Thế mà cứ đến nhà tôi đi nhá. Ừ, mang 300 đô. Cái gì? Gớm khổ, mỗi tháng bà phải trả tiền nhà hết 3.000 đô, tôi thì giữ cái nhà cho bà, tôi lấy một lần có 300 đô mà. Đừng tham với thần thánh nhá. Ừ, cứ thần thánh mà mình rộng rãi bao nhiêu thì thần thánh cho lại mình bấy nhiêu. Vâng, cứ thế đi nha. Nếu tốt hơn thì cứ mang 600 hoặc 900 nhá. Vâng, thôi chào bà chị. See you tomorrow. Chào thầy. Chào bà chị. Vâng. Dạ, chào thầy. Ôi, nghe thầy nói như vậy thì chắc bùa của thầy linh nghiệm lắm nhỉ. Thú thật với thầy, con không có tin. Nhưng mà mình sống ở Mỹ mà thầy. Không tin thì vác xác lên đây làm gì. Mình đi là mình phải có lòng tin. Bùa ngải cũng thế, thần thánh cũng thế, mình phải tin. Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ nó khó. Chị phải tin như thế thì mới được. Tôi nói cho chị nghe, chị đừng có nói ở Mỹ mà người ta không tin bùa ngải đâu nhá. Sao thầy? Đây này, chị có thấy bao nhiêu người lính ra trận đi đánh ở Iraq đấy? Dạ vâng. Nó đeo cái nanh heo, đạn bắn không trúng. Ồ, thì ra là mình, nếu mà lính Mỹ họ đeo nanh heo thì đạn bắn không trúng, phải không thầy? Chính xác là thế. Thế tại sao con thấy lính Mỹ chết cả 4.000 người trong cái trận mà Iraq á thầy? 4.000 người đấy nó chết là tại đạn bắn trúng đầu trúng tim, có trúng nanh heo đâu. Nanh heo là bùa mà. Ồ, thì ra là như vậy hả thầy? Ờ. Thôi, nhưng mà thầy, ở Mỹ ấy, mình sống ở Mỹ, con nghĩ Mỹ, người Mỹ họ không có tin dị đoan. Này, tôi nói cho cô nghe nhé, cô đừng có nghĩ cái thế là cô sai lầm. Thật tình á, nhưng mà mới ngày hôm qua con có nghe người ta mách về thầy. À, trong lòng con thì cũng bán tính bán nghi, nhưng mà nghĩ thôi, cứ tới đại thầy xem cái thầy giúp được cái gì hay không. Yên tâm, cứ tới nơi là tôi giúp. Vâng. Nhưng tôi nói đây không phải là tôi tự bào chữa cho tôi là tôi hay, tôi giỏi. Dạ. Nhưng cái bùa ngải nó linh thiêng là thật sự. Bởi vì sao cô biết không? Sao thầy? Đây này, ứng cử viên tổng thống đấy mà người ta còn phải dùng đến bùa ngải đấy. Ôi dồi ôi. Để người ta vận động tranh cử đấy cô ạ. Ôi dồi hay. Ứng cử viên tổng thống Mỹ mà còn phải kiếm bùa của thầy à? Đến nhờ tôi đấy. Thế chắc có phải là ông Obama không thầy? Obama chứ Obama. Ở tiểu bang nào sang đấy? Dạ con ở New Orleans. Thảo nào cứ nói cứ ốc là ố mà thế, cái kiểu thế. Nói về đây này, tôi nói cho cô nghe, cái đấy ông không dùng bùa mà ông dùng ngải nói. Ngải nói ông mới ra, ông nói chuyện, ông thu hút hồn người ta để người ta dồn phiếu cho ông ấy. Ồ, thế à thầy? Đây, còn cái này là trong cộng đồng Việt Nam. Ôi dồi, cộng đồng Việt Nam mình, sao thầy? Giấu kín lắm. Tôi là đây, cái chữ tận tâm, kết quả, uy tín, kín đáo là nằm hàng đầu tiên. Đếm từ dưới lên. Kín đáo. Ồ, dạ vâng. Nhưng mà mình là uy tín. Đấy, dạ vâng. Mình phải giữ kín đáo cho người ta là bởi vì sao? Người ta làm như thế người ta đâu có muốn ai biết. Ồ, đây rồi. Là cộng đồng Việt Nam nhé. Tôi kín đáo vô cùng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết đây này. Vâng.
Vâng, mà ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết, rồi vài triệu người sẽ biết sau này. Ủa tại sao lại vài triệu người biết thầy? Mai mốt bằng đĩa nó ra thì biết. Đây này, cái người này nổi tiếng lắm nha. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ai ai thầy? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông nhờ ngải nói của tôi mà ông làm MC mới thành công như thế. Ồ. Nói như thế thôi, cô có tin thì tin, cô không tin thì thôi, nhưng nên tin hay hay hơn. Thầy nói thế à? Ngải nói là có thật à thầy? Có, tôi nói cho cô nghe, nhiều người người ta dùng ngải nói để người ta đi mượn tiền đấy. Có nhiều người biết là cho mượn không bao giờ nó giả nhưng vẫn cho mượn. Đấy, cũng may. May là ngày hôm nay ấy, con tới gặp thầy, thầy nói cho con biết để con đề phòng. Nhưng mà thầy à, con muốn hỏi thầy ấy, bùa ấy, có linh nghiệm không thầy? Tự vì ấy, con có nghe người ta bảo rằng là có nhiều ông già Việt Kiều ấy, gần xuống lỗ rồi, hốt hết tiền của mang vào Việt Nam, bị con gái trong ấy nó dụ hết sạch vì chúng nó xài bùa yêu phải không thầy? Tôi nói cho bà nghe, bùa yêu nó cũng như thuốc vai ra ấy. Bây giờ đấy, gặp cái mặt bà đấy thì mấy ông ấy còn dùng thuốc, là bà phải xài bùa thì mấy ông nó mới hấp dẫn được mấy ông ấy. Chứ còn về Việt Nam nhiều con nó trẻ đẹp cần chó thì phải dùng bùa. Thì con biết thân biết phận của con nên hôm nay con tới kiếm thầy. Con muốn xin thầy một đạo bùa yêu ấy, loại mà super cực mạnh ấy, để con giải quyết chuyện tình cảm của con. Yên tâm đi, trước khi tôi làm bùa cho ai, làm phép cho ai, tôi hay nhìn người lắm. Dạ. Nhìn mặt cô thì tôi phải dùng cái loại bùa mà super kinh sai ấy. May ra còn quyến rũ được một thằng nó rốt rốt, hiểu không? Thầy. Chứ yên tâm, cái đấy thì tôi sẽ chọn cho cô, nhưng mà quyến rũ thằng nào đây? Dạ, thằng chồng của con. Ô, thế là thế nào? Thì thằng chồng của con ấy, nó chán con thì con muốn tới kiếm thầy để xin thầy một loại bùa cực mạnh để lôi nó về lại với con. Nó nó tự ly dị với cô à? Không. Sự thật mà nói ấy, thì con bỏ nó trước. Tự thằng chồng nó ngu lắm. Nhưng mà không ngờ khi mà con đi với thằng khác, cái thằng này còn ngu hơn nó đấy. Nên con muốn trở lại. Nhưng mà không ngờ khi con trở lại thì nó chán con rồi, mặt nó cứ lạnh như tiền ấy. Mẹ nó chưa đập vào mặt mày là may lắm rồi. Thầy, mày bỏ nó mày đi, đến lúc mày quay về nó còn mày đòi cái mặt nó nóng hả? Nó mà nóng lên nó còn vác búa nó đập cho vào đầu mày. Thầy, điên con thì điên rồi. Nhưng mà hai đứa sống được bao lâu rồi? Dạ được 7 năm rồi thầy. 7 năm cơ? Vâng. Thế thằng này cũng thuộc hạng can đảm đấy. Thế bây giờ thế nào? Vâng, nên con muốn xin thầy ấy, một đạo bùa yêu để con kéo nó về lại với con. Ơi, thế thì cũng được. Nhưng mà thầy, thầy tính bao nhiêu tiền vậy thầy? Thần thánh thì không có nói đến tiền bạc nhá. Dạ. Tôi không thích nhắc đến tiền bạc. Ô, thế là thầy làm free phải không thầy? Free thì cũng không phải là free. Nói đúng ra thì thần thánh mình ăn cây nào mình phải rào cây đấy. Mà dạ, muốn vâng. Làm rào thì phải bỏ tiền ra mà làm, có hiểu không? Dạ vâng. Cái gì bây giờ cứ molly thót. Đấy. Dạ. Thế bây giờ đấy cứ deposit cho tôi 500 đô đi. Ôi trời. Thế cái gì mà tới 500 đô đắt thế? Thế mà tốn 500 đô thôi thả con khỏi yêu còn đỡ hơn thì thầy ơi. Hay cái cô này, hay nhỉ? Bây giờ cô bỏ cái 500 bạc, cô hốt về một thằng nó làm tôi mọi cho cô cả đời, còn sướng bỏ mẹ rồi còn gì. 500 đô mà còn chia đắt. Thôi thì thầy nói vậy thôi, con cũng xin nhờ thầy giúp con chuyến chứ còn thật. Đấy, tôi nói là tôi thương lắm mà tôi mới giúp đây. Tôi nghe cái chuyện này tôi cảm thấy tôi làm mà tôi áy náy với lương tâm. Thầy, không phải là áy náy với cô mà áy náy với thằng chồng thầy, cô ấy. Này thầy, đếm đi. Đủ nhá thầy. Con mới lấy ở ngân hàng về đấy. Không, tôi biết rồi, lấy ở ngân hàng tôi phải thử cho chắc ăn. Nếu nó giả một tờ lấy đâu ra tôi đắp vào cho thần thánh. Không phải tôi ăn đâu. Thế bây giờ diện mạo của chồng cô thế nào? Dạ, ba chén chè, ba ly nước. Ô, còn thừa một chỗ lại quỳ.
Dạ mặt nó tròn vằn vặn như cái mâm đấy thầy. Nó diễn tả mặt chồng nó mà nó ba ly nước ba chén chè. Tôi tưởng cúng cái gì, ý là thằng chồng mặt tròn vành vạch cái gì? Dạ vâng. Rồi còn cái gì đặc biệt không? Dạ còn một hạt đỗ đen quanh vành mồm. Hạt đỗ đen quanh vành mồm? Vâng. À nó ruồi hả? Dạ vâng. Sao nó diễn tả cái này mình coi trên ba di bai lai mình thấy giống như là thằng Chí Tài ấy nhỉ? Thầy nói con mới để ý. Nó có giống thằng này không? Ôi giời ơi, thầy bói hay quá. Giống y như Khuân vậy thầy. Rồi, thế mới gọi là thầy hay. Vâng, nhưng mà thầy cái này thì để vào đâu đây thầy? Bây giờ mình... đem cái này về. Vâng. Đấy, thì gấp lại bé bé thôi. Dạ. Để đeo nó. Vâng, mình đeo ở đâu vậy thầy? Có phải đeo trước ngực không thầy? Đeo vào hai cái quả núi đấy thì nó kẹp thần thánh cho chết à? Thầy! Thần thánh nằm phải lựa chỗ thoáng thoáng chứ. Cái nào nó cũng đè bẹp thế kia thì thần thánh có mà ngộp thở. Vâng. Đây này, không có đeo ở đấy. Đeo ở đâu vậy thầy? Bây giờ phải đeo ở lưng quần. Vâng. Đấy, đeo ở trong lưng quần đấy. Vâng. Mà nhớ là tôi dặn nha, nếu không dạ. Quần ải nó không linh là đừng có đi trách tôi. Dạ. Đeo như thế đó, đi tắm cũng không được tháo ra đâu. Ôi trời, nếu mà không tháo ra thì nó ướt hết thì làm sao? Vẫn rốt gì mà rốt lắm, thế lấy cái bọc ni lông ấy, rồi khâu nó lại. Vâng, vâng, vậy để con lấy. Nhớ này, vâng. Cái này dặn mới quan trọng. Dạ. Nhá. Cô về đấy, càng giảm tắm bớt thì càng tốt. Dạ vâng. Đấy. Dạ bao lâu mới được tắm thầy? Một tuần cũng được, còn nếu tốt hơn là 3 tháng không tắm. Đấy, xong rồi đấy, lúc ăn là phải kiên cử. Dạ. Không ăn được thịt. Vâng. Nhá, tất vâng. Cả các loại thịt không được ăn, chỉ ăn seafood thôi. Dạ vâng. Mà seafood là phải kiêng 4 thứ. Vâng. Là ngao, sò, ốc hết. Dạ vâng. Chỉ ăn là cua giang me, tôm hùm và ốc vòi voi. Chết bỏ mẹ rồi, mấy cái thứ đó đắt tiền quá, tiền đâu mà ăn những thứ đấy. Thần thánh nó ăn nhiều vào thì nó mới có sức khỏe, nó đi giúp cho cô chứ cái lại. Này, nhưng mà kỵ cái này nhá. Kỵ gì thầy? Nhớ là không ăn sò huyết, không ăn sò lông nhá. Dạ vâng. Mình đeo cái này nó kỵ cái đấy. Vâng, con nhớ rồi. Vậy là cấm tất cả các thứ, nhưng mà chỉ được ăn 3 món thôi là tôm hùm, cua giang me với lại ốc vòi voi. Ừ. Dạ vâng. Vậy thôi mày con đi về nhá. Để con làm cho bùa nó linh nghiệm nhá thầy. Ừ. Mày con cảm ơn thầy nhá. Ừ, không có gì. Dạ vâng, con chào thầy. Vâng, vâng, chào cô. Ai đây nữa rồi? Alo. À bà chị à. À vâng, tôi nhớ rồi. À thì phải là cái cô mà hôm trước lên đây là xin tôi cái bùa về để chữa bệnh ung thư cho chồng không? Ừ, bệnh viện chạy hết chỉ đến tôi là đúng rồi. Ông ấy thế nào rồi? À chết rồi à? Đấy là do bà. Tôi đưa cái bùa về tôi bảo là chồng bà phải đeo 3 tháng thì nó hết ung thư. Thế bây giờ mới có 2 tháng nó vật rửa ra nó chết, có phải tôi đâu. Bà đổ thừa như thế không đúng. Cái gì nó rõ ràng. Bây giờ bà cứ bắt chồng bà sống cho đủ 3 tháng xem. Nếu mà nó chết á, sau 3 tháng mà nó chết tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ mới 2 tháng nó chết là tại vì nó thích chết. Cái gì? Giả tiền lại á? Xin lỗi đi nhá. Chồng bà bị mấy năm rồi, đi lên bệnh viện nó khám tới khám lui trả bao nhiêu tiền, bây giờ bà đến bà đòi nó được không? Vớ vẩn. Cúp đi. Cúp dài away. À chào anh. Dạ chào thầy. Dạ vâng. Thầy đây có phải là master thạch cao chuyên về bùa ngải không ạ? Yes. Dạ. Master thạch cao chuyên gia bùa ngải, thưa em. Dạ. It's me. Dạ. Tại con hỏi vậy tại con biết là người Việt không có họ Thạch. Thầy có phải người Việt không vậy? Nhìn mặt này không người Việt người gì? Tôi là người Việt. Nhưng ngày xưa tôi tầm sư học đạo tận Nam Vang cơ. Dạ. Thì sư phụ tôi là họ Thạch. Dạ. Anh có biết cái dòng họ Thạch nó không xuất phát từ Việt Nam?
mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Anh có nhớ chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Dạ dạ biết. Đấy, Thạch Sanh Lý Thông. Dạ. Sau này á thì Thạch Sanh mới sang bên Nam Vang. Dạ. Rồi từ Nam Vang mới chuyển về đây mới có ông Thạch Sanh ở Việt Nam. Tôi cũng thế, tôi sang Nam Vang tôi tầm sư học đạo. Sư phụ tôi họ Thạch. Dạ. À, tôi lấy họ Thạch. Dạ. Dạ, sư phụ của thầy tên gì vậy thầy? À, sư phụ tôi là Thạch Sùng. Dạ. Tôi lấy tên Thạch Cao. Thạch Sanh, Thạch Sùng, Thạch Cao. Ủa sao thầy không lấy tên là Thạch Chè cho dễ nhớ? Vớ vẩn. À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói ở Campuchia là nổi tiếng là có nhiều pháp sư chuyên về bùa ngải thư ếm á thầy. Ủa vậy hồi cái Khmer Đỏ mà giết cả triệu người Miên á, sao không thấy ông thầy nào ra tay thư một vài thằng Khmer để cứu dân? Lúc đó nó cũng chạy bỏ mẹ nó rồi. Có ông nào tỉnh táo đâu mà. Thôi thì chuyện đấy chuyện của người ta, nói làm gì. Dạ dạ, dạ con biết rồi. À vậy có, nói tóm lại, thầy là người Việt gốc cây. Ai ai dạ không, gốc Miên. Dạ. Dạ, cho con hỏi thăm sư phụ của thầy còn sống không ạ? Anh đừng nhắc đến sư phụ tôi. Cái sao? Mỗi lần nhắc đến sư phụ tôi muốn rơi cả nước mắt. Sao vậy sư thầy? Phụ tôi bây giờ quy ẩn rồi. Gác kiếm quy ẩn rồi. Kiếm đâu nữa mà gác. Cái sao vậy thầy? Ông ấy già lắm rồi. Nghe mà đau lòng. Cái sao vậy thầy? Ông ấy năm nay cũng 70 rồi. Dạ. Ông mới thử làm cái bùa yêu đấy. Dạ. Rồi chính ông ấy đứng ra, ông ấy thử cho bản thân ông ấy. Mới dùng được 2 ngày, gái ở đâu nó tấp tới nườm nượp. Thế là trong vòng 1 tuần ông ấy ngồi xe lăn luôn. Yêu thế nào mà vật ngửa ra ngồi xe lăn. Thế bây giờ đang vào trong nursing home rồi. Rồi để từ nursing home ra funeral home cho nó tiện. Vậy tiếc quá. Không biết là sao mà con cái chuyện con vậy phải có thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Anh buồn cười, anh yên tâm. Tôi học hết tất cả các phép màu của thầy tôi rồi. Dạ thầy. Tôi giúp anh được. Dạ. Dạ vậy thầy giúp cho con xin một đạo bùa yêu đi. Để cô gái phải không? Dạ. Nhìn mặt thế này là biết mày dê dữ lắm rồi. Dạ không có. Đang máu à? Không có. Con xin là để cho vợ con đừng có thương con nữa. Thế là bùa chống yêu. Dạ. Thế à, bây giờ à, để xem. Ai, thế à, vợ chồng thế nào? Nói cho tôi biết xem. Dạ chuyện nó như vậy à, vợ con nó chê con trước. Cách đây 6 tháng á, nó bỏ nhà đi. Mấy ngày đầu á, thì con cũng nhớ nó lắm. Nhưng mà bây giờ con không nhớ nữa. Bây giờ con muốn xin một đạo bùa để cho nó đi luôn đi, đừng có quay lại. Đấy là bùa chống yêu. Làm bùa yêu thì nó rẻ, bùa chống yêu nó lại khác. Dạ. Bùa chống yêu thì thôi anh để bà giết cho tôi 600 đi. 600 mắc quá vậy thầy. Trời ơi, nếu mà mắc quá chắc con phải cắn răng nó lợi vợ con quá. Tiếc làm gì, gớm khổ. Dạ thầy. Exactly. Dạ. Đây ngồi chờ tôi. Nhanh thôi. Cái này à, đây bùa bùa đây là yêu này, chống yêu thêm cái màu nó ảm đạm tí. Đấy. Yeah. Mình phải úp lên đây. Thế bây về giờ về để cắt đôi ra yeah. nhá, rồi đeo vào. Dạ đeo trên ngực hả thầy? Đeo vào lách ấy. Trời đất ơi, cái bùa gì mà phải mổ đeo lá lách ghê vậy thầy? Còn cái lách lại. À. Lâu lâu nó mới ngọng một tiếng mà nói nhanh là nó bị thế. Cái nách tôi dạ, nói được nhưng mà nói chậm tôi nói được, nói nhanh thì cái lách đấy. Dạ. Bây giờ đây đeo vào đấy rồi à, chờ tôi tí. Dạ. Anh thì phải trì nó phải mạnh hơn thì mới được. Này đây đeo vào cổ. Về phải đeo cái đấy và đeo hai cái bùa và cái tỏi này suốt 3 tháng không cần tắm rửa. Đấy. Mà nếu mà có tắm á,
Thì không ta phải tắm bằng nước nha, không được tắm bằng nước. Tắm bằng gì thầy? Thì tắm bằng giấm. Hả? Tắm vậy chua lét sao chịu nổi thầy? Mẹ như thế mà còn cãi cái gì nữa. Bây giờ tắm thì tắm bằng giấm đeo tỏi như thế. Mấy ngày không tắm, cả năm không tắm đi, con nào nó dám đến gần. Chưa gì đã anh thấy linh nghiệm rồi, thấy chưa? Ôi thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, thầy ơi thầy. Hồi nãy ấy, thầy dặn con á, là đeo cái lá bùa này ở lưng quần. Nhưng mà không biết là đeo cạn hay đeo sâu vậy thầy. Bà phải vận dụng trí óc, bà đeo như thế nào mà nó không nhột nhạc cho bà và không kẹp thần thánh là được rồi. Dạ vâng. Anh Giai xong rồi, anh Giai. Ôi ôi rồi, sao mà nhìn thấy quen thế. Anh làm gì ở đây? Hèn chi em chạy về nhà, em không thấy anh ở nhà. Anh làm gì lại đây? Ô, hóa ra hai người biết nhau à? Dạ không, chồng con đấy thầy. Câu này á, tôi hỏi bà đúng hơn á. Bà tới đây kiếm thầy Thạch Cao làm gì? Hả? Bà tới trước tôi nữa mà. Thì thầy Thạch Cao là chuyên trị về bùa ngải. Về thầy, thì em tới em kiếm thầy để thầy cho em cái lá bùa yêu để cho vợ chồng mình sống với nhau. Chọn đời tới ngày lăng long tóc bạc. Thầy ơi, kẹp trong nách rồi sao nó bùa chưa ứng nghiệm? Nó còn thương con kìa. Mày kẹp vào nách, mày phải chờ nó lên cái độ nóng rồi thần thánh mới thức giấc chứ. Mày mới mà kẹp xong mà linh nghiệm ngay là sao được. Anh ôi hay, nhà mình còn nhiều tỏi lắm mà sao anh mua tỏi lắm thế này để làm gì đây? Trời ơi, thương vợ lắm, gớm khổ thương vợ. Bảo vợ con thích ăn nem, con phải mua thêm tỏi về cho vợ con ăn nem, gớm thương chưa chứ lì. Trời ơi anh ơi, trời vậy em đâu có ngờ là anh thương em như thế vậy. Thôi, sự thật mà nói trả cho thầy 500 đô thì cũng tiếc lắm. Nhưng mà giờ 500 đô mà vợ chồng mình thương nhau vậy, thôi con cảm ơn thầy nha. Thì đóng lên chưa em hiểu kiếm. Trả được con 600 đô á. Không thôi tôi trở lại Thạch Cao thành Thạch Vũ á. Thôi. Tiền vào túi tôi thì đời nào tôi giả lại. Xin lỗi các người đi, các người chỉ cần nhìn cái tận tâm uy tín mà để một chữ thù lù thế này mà nó không thấy. No refund, no exchange. Cần cho gì phải dùng bùa, bùa là tôi đây này. Uống ba tất lưỡi thôi, đấy, đã dụ được nghìn mốt. Thế là trong vòng một tháng nay mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây. Bùa đây này.